Mến chào tai ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 3 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Mỹ cho thưởng 5 triệu đô để truy lùng thủ lĩnh phiến quân ADF. Đảng Cộng Hòa nổi đóa với tuyên bố mới của Bộ Tư pháp yêu cầu chấm dứt tất cả các cuộc săn phù thủy và trò lừa bịp. Quận Los Angeles loại bỏ 1,2 triệu người không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri. Viện trợ Ukraine, Mỹ sắp bơm thêm đạn, Nga yêu cầu Serbia làm rõ quan điểm. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, theo nguồn tin thân cận được biết, vào ngày 2 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Kinshasa cho biết, Bộ Ngoại giao của nước này đã đưa ra phần thưởng lên tới 5 triệu đô để xác định vị trí của Sika Musa Baluku, thủ lĩnh lực lượng dân chủ đồng minh ADF, một lực lượng phiến quân có liên kết với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo. ADF là lực lượng phiến quân người Uganda theo đạo Hồi, hoạt động từ giữa những năm 1990 ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi chúng bị cáo buộc đã tàn sát hàng ngàn dân thường. Lực lượng này cũng được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công vào đất Uganda năm 2021, một chiến dịch quân sự chung giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã được phát động sau đó để truy lùng chúng ở các tỉnh Bắc Kivu và Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thủ lĩnh của lực lượng này Musa Baluku, quốc tịch Uganda, sinh năm 1975 hoặc là 1976, đã tuyên bố trung thành với IS vào năm 2019. Hiện tại IS đã coi ADF là chi nhánh của tổ chức này ở khu vực Trung Phi. Đại sứ quán Mỹ tại Congo nhấn mạnh rằng, dưới sự chỉ huy của Baluku, tổ chức này đang tiếp tục thực hiện các hành vi bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp và sát hại dân thường, bao gồm cả trẻ em. Trước đó, vào năm 2021, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê Baluku vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu và xem ADF là một tổ chức khủng bố. Đảng Cộng hòa nổi đóa với tuyên bố mới của Bộ Tư pháp yêu cầu chấm dứt tất cả các cuộc săn phù thủy và trò lừa bịp. Quý vị thân mến, ông Donald Trump từng khẳng định nhiều lần rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp, thế mà cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã bị gán cho ông. Ông bị Hạ viện cũ thời bà Nancy Pelosi điều tra luận tội để hòng tước quyền tái tranh cử của ngài năm 2024. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng ủy ban của bà Pelosi vẫn không thể buộc tội ông Donald Trump, bởi vì chẳng có tội tình nào ở đây cả. Tất cả chỉ là vu oan để hạ uy tín của ông Trump mà thôi. Và sắp tới đây thì hàng chục ngàn đoạn phim tư liệu xung quanh vụ ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã được Hạ viện Hoa Kỳ tiết lộ cho phóng viên ngoài chính quyền xem để điều tra. Câu chuyện có lẽ sẽ còn nhiều tình tiết hơn. Ai mới là người có tội sẽ sớm được đưa ra ánh sáng mà thôi. Thưa quý vị, ủy ban vào ngày 6 tháng 1 của bà Nancy Pelosi đã bị giải tán và nay chính quyền này lại dùng Bộ Tư pháp để tiếp tục hạ uy tín của ông Trump khi mới đây họ tuyên bố và lập luận rằng cựu Tổng thống Donald Trump không thể được hưởng quyền miễn trừ đối với các vụ kiện liên quan tới cáo buộc ông có liên quan đến vụ hỗn loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Bộ Tư pháp, trong báo cáo ngắn gửi cho Tòa phúc thẩm liên bang tại quận Columbia vào hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 3 cho biết, ông Trump không thể tuyên bố quyền miễn trừ của Tổng thống đối với xúi dục bạo lực. Văn bản nêu trên viết, không có phần nào trong trách nhiệm của Tổng thống bao gồm xúi dục bạo lực. Theo định nghĩa, hành động như vậy rõ ràng là nằm ngoài bổn phận luật lệ và hiến định của Tổng thống. Tương tự, hành động đó nằm ngoài mọi hiểu biết hợp lý về chức năng truyền thông của Tổng thống khi nói với công chúng về những vấn đề công chúng quan tâm. Việc mở rộng quyền miễn trừ của Tổng thống sẽ trái với truyền thống và cấu trúc hiến pháp. Tuy nhiên, họ không bình luận về việc liệu ông Trump có kích động bạo lực hay không, mà chỉ nói rằng cựu Tổng thống Trump không có quyền miễn trừ đối với hành động của mình. Điều này đã động tới ổ kiến lửa của đội ngũ ông Trump, để đội ngũ này chỉ ra cái sai trong tuyên bố của Bộ Tư pháp cho quý vị được nghe như sau. Tuyên bố của nhóm ông Trump tập trung vào hai điểm. Thứ nhất, họ lập luận rằng ông Trump đã kêu gọi biểu tình ôn hòa vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và không kêu gọi kiểu hỗn loạn mà sau đó đã xảy ra tại Điện Capitol. Thứ hai, họ nói thẩm phán tối cao pháp viện đã đúng khi diễn giải quyền miễn trừ của Tổng thống một cách rộng lớn và tuyệt đối vì sợ rằng
tất cả các tổng thống sẽ bị chịu trách nhiệm cá nhân đối với các thảm họa xảy ra trong nhiệm kỳ của mình. Ngoài ra, phát biểu và các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhiều lần kêu gọi hòa bình, yêu nước và tôn trọng tất cả lực lượng thực thi pháp luật. Tổng thống Trump đã chỉ định lên tới 20.000 binh lính vệ binh quốc gia để giữ gìn hòa bình và an toàn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhưng lệnh đó đã bị bà Nancy Pelosi và Thị trưởng Muriel Bowser bác bỏ. Tòa án Dân chủ nên đưa ra phán quyết ủng hộ Tổng thống Trump và bác bỏ những vụ kiện vớ vẩn. Bộ Tư pháp đã hoàn toàn đồng ý rằng quyền miễn trừ của Tổng thống là rộng lớn và tuyệt đối. Nếu họ đã không đồng ý như vậy, thì há chẳng phải ông Joe Biden cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thảm họa tại Afghanistan, tại biên giới phía nam của nước Mỹ, sử dụng ma túy kỷ lục gây ra sự phá hủy trên diện rộng, gia đình, đời sống và nhiều cuộc khủng hoảng tồi tệ khác mà ông ta đã gây ra. Hơn nữa, các đời tổng thống khác xuyên suốt lịch sử cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về các thảm họa mà họ có lẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Tuyên bố của nhóm ông Trump kết luận rằng, tất cả các cuộc săn phù thủy và trò lừa bịp phải được chấm dứt. Quận Los Angeles loại bỏ 1,2 triệu người không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri. Thưa quý vị, các quan chức của quận Los Angeles đã loại bỏ 1,2 triệu người khỏi các danh sách cử tri. Trong bức thư mới đây, thì các quan chức nói với nhóm giám sát bất vụ lợi Judy Colwatt rằng những cử tri được chỉ định là không đủ điều kiện hoặc là không đi bỏ phiếu đã bị loại ra. Chủ tịch Tom Pilston của Judy Colwatt cho biết trong một tuyên bố rằng việc loại ra 1,2 triệu cử tri muộn màng này ở quận Los Angeles là một chiến thắng lịch sử và có nghĩa là các cuộc bầu cử tại California ít có nguy cơ gian lận hơn. Dựa trên thành công này, Judy Colwatt sẽ tiếp tục các vụ kiện và hoạt động tích cực của mình để thanh lọc danh sách cử tri, đồng thời thúc đẩy và bảo vệ các cuộc bầu cử lành mạnh hơn. Việc loại bỏ nói trên được thực hiện như là một phần của một thỏa thuận dàn xếp đạt được với Judy Colwatt hồi năm 2019. Thỏa thuận này buộc các quan chức quận và tiểu bang phải liên hệ với 1,5 triệu cử tri có khả năng không đủ điều kiện như một phần của quá trình duy trì danh sách cử tri. Theo thỏa thuận này, tất cả các cử tri đã không xác nhận địa chỉ của họ bằng cách trả lời một thông báo và đã không bỏ phiếu cho hai hoặc là nhiều cuộc tổng tuyển cử liên bang sẽ bị hủy ghi danh. Đạo luật ghi danh cử tri quốc gia yêu cầu loại bỏ cử tri khỏi các danh sách, yêu cầu họ không bỏ phiếu trong hai cuộc tổng tuyển cử liên bang, nhưng một số tiểu bang bỏ qua yêu cầu này. Theo bức thư nói trên, trong số 1,2 triệu cử tri không bỏ phiếu đã bị loại bỏ đó, có khoảng 50% đã không bỏ phiếu cho 5 cuộc bầu cử liên bang liên tiếp trở lên. Khoảng 465.000 cử tri khác không bỏ phiếu, nhưng là không bỏ phiếu trong ít nhất 2 cuộc bầu cử liên bang. Vào tháng 1 hàng năm, các quan chức phải thông báo cho Judy Colwatt về việc họ tuân thủ những yêu cầu duy trì danh sách cử tri của đạo luật ghi danh nói trên như thế nào. Hồi năm 2019, dự án liêm chính bầu cử California hợp tác với Judy Colwatt cho biết rằng các quan chức đã mất tới 8 năm để lọc những danh sách này. Quận Los Angeles là quận rộng lớn nhất ở California và có 9,8 triệu cư dân. Judy Colwatt thường xuyên kiện các khu vực pháp lý vì không tuân thủ đạo luật ghi danh nói trên. Vào hồi tháng 12 năm 2022, thành phố New York đã loại bỏ 441.083 cử tri không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri của mình như là một phần của một thỏa thuận dàn xếp với Judy Colwatt sau khi cơ quan giám sát này để đơn kiện thành phố hồi đầu năm đó. Các quan chức của thành phố New York cũng cho biết họ sẽ loại bỏ cử tri trong mỗi năm lễ vào những tháng sau cuộc bầu cử liên bang. Thỏa thuận lịch sử này là một chiến thắng to lớn cho các cử tri New York, những người sẽ được hưởng lợi từ danh sách cử tri lành mạnh hơn và các cuộc bầu cử trung thực hơn. Judy Colwatt rất vui khi mà các quan chức thành phố New York nhanh chóng tiến hành xóa 441.000 ghi danh đã không còn đủ điều kiện khỏi danh sách đó. Ông Pilston cho biết vào thời điểm này, chúng tôi mong muốn được làm việc cùng nhau theo thỏa thuận dàn xếp của vụ kiện liên bang này nhằm đảm bảo thành phố New York duy trì các danh sách lành mạnh hơn cho các cuộc bầu cử sau này. Viện trợ Ukraine, Mỹ sắp bơm thêm đạn, Nga yêu cầu Serbia làm rõ quan điểm. Quý vị thân mến, vào ngày 2 tháng 3, Mỹ thông tin về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Trong khi đó, Nga yêu cầu Serbia làm rõ quan điểm chính thức của nước này trước thông tin là Belgrade cung cấp đạn cho Kiev. Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC
John Kirby cho biết, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vào ngày 3 tháng 3. Gói viện trợ lần này trị giá khoảng 400 triệu đô, chủ yếu là đạn cho hệ thống rocket phóng loạt cơ động cao HIMARS, đạn cho xe chiến đấu Bradley và xe bọc thép Buckle. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận giữa ông Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc vào hôm nay, ngày 3 tháng 3. Liên quan đến việc viện trợ đạn cho Ukraine vào ngày 27 tháng 2 trên mạng xã hội Twitter, xuất hiện ảnh chụp các tài liệu được cho là công ty Crosses của Serbia chuyển cho Kiev 3.500 quả rocket 122mm M21 Grad với tầm bắn 200km qua Istanbul và Bratislava. Bộ trưởng Quốc phòng Milot Vucevic đã bác bỏ thông tin này, khẳng định chúng tôi hoàn toàn không cung cấp vũ khí cho Ukraine hay Nga, nhưng chúng tôi có quyền cung cấp cho bất kỳ ai là người sử dụng cuối cùng hợp pháp. Về vấn đề này, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này đã yêu cầu Serbia làm rõ quan điểm chính thức. Bà nói phải đưa ra sự thật và kết luận bởi đây là chủ đề vô cùng quan trọng đối với quan hệ song phương. Theo nhà ngoại giao Nga, việc trao đổi thông tin như vậy chỉ nên được thực hiện thông qua các kênh chính thức chứ không thông qua truyền thông, các kênh điện tính hay là rò rỉ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để kết thúc chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua được những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay thì hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Thank you.